Minasan konnichiwa, chào mừng các bạn đến với kênh Brand Work Group Việt Nam Channel. Hôm nay mình sẽ làm bánh rán, mời các bạn cùng theo dõi đến cuối clip để xem mình làm như thế nào nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có một bịch bột bánh rán pha sẵn, một bịch sữa tươi, một ít đường, bột bắp, cacao nguyên chất và cuối cùng là sữa đặc. Bây giờ thì bắt đầu cùng mình làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít sữa vào chảo để làm nhân bánh. Tiếp theo thì mình sẽ cho các nguyên liệu như sau là bột bắp, đường, sữa đặc và bột cacao. Mình sẽ khuấy đều. Đến khi hỗn hợp tan thì mình sẽ cho lên bếp đun sôi đến khi sệt lại là được. Sau khi hỗn hợp được sánh và đặt lại thì mình sẽ tắt bếp và để nguội. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành pha bột. Mình sẽ cho bịch bột vào tô. Trên bao bì của bịch bánh rán cũng có chỉ cách pha bột và nướng bánh, các bạn có thể tham khảo trên bao bì. Sau khi cho bột vào tô, tiếp theo thì mình sẽ cho hết phần sữa tươi còn lại lúc nãy vào và khuấy đều bột lên, đánh đều đến khi bột tan và mịn là được.
Sau khi mình đánh bột đã tan đều thì mình sẽ tiến hành nướng bánh. Mình sẽ dùng chảo chống dính để gán bánh. Vì bánh này dễ chín nên mình sẽ không cần đậy nắp. Đầu tiên thì mình sẽ làm nóng chảo trước. Sau đó múc đổ từng giá bột vào. Khi thấy bánh nở những bột bong bóng, đều bánh là bánh đã gần chín, các bạn nên cẩn thận và chở bánh lại, nếu không bánh sẽ bị khét. Bánh này rất là nhanh chín, các bạn nên cần chú ý kỹ nha. Chúng ta canh lửa đều thì nhìn màu bánh sẽ rất là ngon. Sau khi gán bánh xong thì mình sẽ phết cái hỗn hợp mà mình đã làm lúc đầu lên bánh để bánh được có mùi thơm của cacao và ngon hơn, ngọt hơn và béo. Các bạn chú ý là nếu các bạn muốn hỗn hợp của mình được sánh lại và đặc hơn thì các bạn có thể để tủ mát. Khi hỗn hợp này để tủ mát thì sẽ sánh và đặc lại rất nhiều. Còn mình vẫn còn để nóng nên nó vẫn còn hơi lỏng. Thank you.
Sau các bước đơn giản thì mình đã có được những chiếc bánh ngon và ngọt, béo, thơm vị thơm của cacao, vị béo của sữa. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigatou gozaimasu.